thằng kia đứng im, tao là cướp đây. Úi dồi ôi, hello anh, tiền mày để ở đâu? Chính em còn không biết tiền của em ở đâu ạ. Anh tìm giúp em với, anh mà tìm được em cũng cho anh luôn ạ. Hay là mày lại cất tiền trong thẻ, mày chuyển khoản cho tao ngay. Trong thẻ em còn đúng 50k phí duy trì, em cũng muốn rút mà nó không cho rút anh ạ. À, lơn lẹo nhờ. Thế trong nhà có cái gì quý giá không? Dạ, trong nhà em còn đúng một cái nịt anh ạ. Em chả có gì ngoài một trái tim yêu thương. Vào nhà mày tìm được cái gì để lấy thôi mà đói lại hết cả người. Thôi có cái gì anh không đem ra tao ăn rồi tao đi. À đồ ăn à? À đúng rồi, em còn đúng một nửa gói mì tôm sống để ở trong bếp. Anh ăn không để em lấy cho anh ăn. Hả? Cuộc đời đi cướp của tao, tao chưa gặp một cái đứa nào mà nó nghèo như chú mày luôn đấy. Dạ thật ra thì vừa rồi em cũng đóng hết tiền nhà này, tiền học này. Mà đồ đạc trong nhà em nó cũng đoàn kết lắm cơ. Nào là mắm, muối, xà bông, bột giặt, nó rủ nhau hết một lượt luôn. Em cũng định đi vay chỗ này chỗ kia để trang trải, mà sợ chả có ma nào cho vay ý. Thế thôi, đây tao có vài đồng cho mày tiền ăn. Tao chả giàu thôi thì tao cho mày ít. Tao nghĩ lại, nghèo khó như mày còn chả đi ăn cướp, trong khi tao còn dư nhiều tiền hơn mày, mà tao lại làm cái nghề bất nhân này. Thôi tao nghĩ lại rồi, từ nay tao chả ăn cướp nữa đâu. Thế mà anh chả đến đây cướp sớm hơn để nói cho em biết. Rồi. À, thế thôi tao đi đây. Hôm nay mình đi làm mình cũng có thắp nhang mà trời. Thời buổi bây giờ cướp cũng có tâm quá nhở.